hoặc thấy bồ tát chỉ ăn cây cỏ hoặc ăn lúa mạch hoặc ăn rễ cây hoặc ăn lá cây hoặc ăn hoa quả hoặc ăn hoài sơn hoặc ăn khoai sọ hoặc ăn ngó sen hoặc ăn đậu hoặc ăn ngũ cốc hoặc ăn mè hoặc ăn gạo hoặc sáu ngày ăn một bữa hoặc uống nước qua ngày hoặc trong một ngày chỉ ăn một chút bơ hoặc một giọt mật hoặc một giọt sữa hoặc không ăn gì hoặc thường ngủ say Bồ Tát thị hiện đủ loại khổ hạnh như vậy hơn 6 năm trường mà không thiếu khuyết bùng bỏ tí nào, nhưng thật ra Bồ Tát không có hành khổ hạnh ấy. Với những hữu tình đáng độ tự thấy có Bồ Tát hành khổ hạnh như vậy, có 60 triệu các chúng trời người do thấy việc này mà an trụ nơi tam thừa lại có trời người đời trước đã trồng thiện căn tính lực thâm sâu ưa thích đại thừa nên khi thấy đại bảy báu của bồ tát ngồi thì thân tâm bất động nét mặt tươi vui mỉm cười nhập vào đẳng trì đối thắng trải qua sáu năm bồ tát mới tự định khởi xuất có các trời người ưa thích đại thừa muốn nhà pháp ấy thì thấy bồ tát đan tọa thuyết pháp trải qua hơn sáu năm Đại Đức nên biết bằng phương tiện thiện xảo như vậy, Bồ Tát hành bát nhã và làm mật đa sâu xa, chế phục thiên ma ngoại đạo, đại bi hóa độ hết thảy hữu tình. Đã trải qua 6 năm, từ định khởi xuất, Bồ Tát tùy thoạn thế pháp đến sông vô cấu tẩy rửa. Sau khi tắm rửa xong, Bồ Tát lên đứng trên bờ. Tại đây có một người nữ chăn bò lấy sữa của trong con bò hòa chung cho một con bò uống. Sau đó, nàng ta lấy sữa của con bò này nấu thành cháo sữa, dâng cho Bồ Tát. Lại có sáu ước trời rồng dược xoa kiện đạt phược, đều đem đủ lại hương thơm, đồ ăn thức uống mỹ vị đến dâng cho Bồ Tát, thưa rằng, Thưa đại sĩ, thưa Chánh sĩ, cuối xin ngày thọ nhận đồ ăn thức uống của con cúng dường. Bồ Tát thương họ mà thọ nhận tất cả. Khi ấy, nàng mục đồng và các trời rồng kiện đạt phược, ai cũng thấy Bồ Tát chỉ nhận đồ cúng của mình. Lúc đó có vô lượng các trời người do thấy Bồ Tát nhận đồ cúng mà được ngộ đạo, cho nên Bồ Tát vì họ mà thị hiện việc ấy. Thật ra lúc bấy giờ Bồ Tát không có tắm rửa, cũng không có thọ nhận của trời người cúng dường. Đại Đức nên biết Bồ Tát hành bát nhã ba làm mật đa sâu xa như vậy bằng phương tiện thiện xảo thị hiện đi đến tòa Bồ Đà. Khi ấy trời địa cư tên là Diệu Địa cùng với các thiên thần quét dọn trang hoàng dưới nước hương giải hoa thơm vi diệu khắp cả khu vực ấy, khắp ba ngàn đại thiên thế giới ấy, tứ hướng đại thiên vương thống lãnh chúng trời của mình, tuần mưa hoa vì diệu cũng dường Bồ Tát. Thiên chủ đề thích phân các thiên vương thống lãnh chúng trời của mình, trụ giữa hư không tấu hú âm nhạc trời tán thán Bồ Tát, thiền vương hỷ túc thống lãnh chúng trời của mình, đem lưới bảy bóng phủ khắp cả thế giới, bốn góc lưới ấy, để treo các linh vàng tím và phun mưa các báu cúng dường Bồ Tát. Thiền vương thiện hóa thống lãnh chúng trời của mình, dùng lưới vàng tím rằng khắp cả thế giới, đánh các loại nhạc trời, làm các loại mưa hoa cúng dường Bồ Tát thiên vương tự tại thống lãnh chúng trời của mình như các dòng dược xoa hiện đạt được đem đủ các loại phẩm vật thượng diệu cúng dường bồ tát đại phạm thiên vương chủ thế giới kham nhẫn thấy bồ tát đến tòa bồ đề liền bảo tất cả chúng phạm thiên rằng các ông nên biết, này Bồ Tát này, giáp chủ kiên cố, tự trang nghiêm mình, chẳng trái với thể nguyện xưa, tầm phòng biến nhát, các hạnh Bồ Tát đều đã đầy đủ viên mãn, thông đạt vô lượng pháp, hóa độ hữu tình đều được tự tại, nơi các địa Bồ Tát, tâm ngày thanh tịnh, kéo biết hết thầy can tánh các nhau của các hữu tình. Thông đạt tạng bí mật sâu xa quyền như lai, giác hộ siêu tuyệt tất cả sự nghiệp của ma, tập hợp các thiện căn chẳng dựa vào ngoại duyên được hết thảy các thứ như lai hồn niệm rộng vì hàm thước mà khai mở môn giải thoát là đại tướng đạo sư đánh tan quân ma dũng mãnh độc nhất trong đại thiên giới là đại y vương khéo cho thuốc pháp ngài từ bỏ sự quán đảnh nhận ngôi vị pháp vương phóng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp các cõi đám pháp chẳng nhiễm thí như hoa sen tổng đạt trọn vẹn các môn tổng trì sâu xa khó lường giống như biển lớn an định bất động như núi diệu cao trí tuệ thanh tịnh không chút cấu nhiễm trong ngoài tinh khiết như châu mạc ni với các pháp tướng đều được tự tại phạm hạnh thanh bạch đạt đến tuyệt đối Bồ Tát hành bát nhã và làm mật đa sâu xa như vậy, bằng phương tiện thiện xảo cứu độ hữu tình mà đến tòa Bồ Đề, trải tòa, ngồi kiết già hàng phục ma oán, thành tựu vô lượng vô biên công đức của chư Phật, như mười lực bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt và mười tám pháp Phật bất cộng, chuyển đại pháp luân giống tiếng sư tử dùng pháp thí cho khắp tất cả hữu tình được đầy đủ như sở thích của họ, làm cho các hữu tình đều được pháp nhãn thanh tịnh, hàng phục ngoại đạo bằng pháp vô thượng. Vì muốn nêu bày sự thành tựu bổn nguyện của chư Phật, nên đối với các pháp ngài đều được tự tại, các ông nên đến cúng dường Bồ Tát. Đại Đức nên biết Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy. Bằng phương tiện thiện xảo thị hiện đi đến tòa Bồ Đà, khi ấy tướng bức luân ở dưới hai bàn chân đều phóng ra vô lượng ánh sáng vì diệu, chiếu khắp các cõi địa ngục bảng xanh ngạ quỷ. hữu tình trong các cõi này thấy ánh sáng đó đều lìa khổ, thân tâm an lạc. Cũng lúc ấy, trong cung rồng, Đại Long Vương tên Ca Lý Ca thấy ánh hào quang kia vô cùng vui mừng phấn khởi liền bảo các rồng. Ánh sáng vì diệu này chiếu đến chỗ chúng ta, làm cho thân tâm chúng ta an lạc. Sự kia khi ta thấy ánh sáng này, thời có đức như lai xuất hiện ở thế gian, này lại thấy ánh sáng vi diệu này, nhất định ta biết thế gian có đức Phật xuất hiện các ông nên chuẩn bị các loại hương hoa chân bảo, cờ phướn, lộng hoa thù rượu và các loại âm nhạc để đến cúng dường ngài. Tức thời Long Vương dẫn các quyến thuộc đem đủ các đồ cúng, cưỡi trên các đám mây lớn dài xuống loại mưa hương, rồi đến chỗ Bồ Tát hướng các loại nhạc, bày các đồ cúng dường, đi nhiễu bên phải Bồ Tát tán thán rằng. Ánh sáng vi diệu khiến cho tất cả an lạc, quyết định Phật tối thắng xuất hiện không nghi, đủ lại chân bào trang nghiêm đại địa, tất cả cỏ cây đều biến thành cây bóng, các dòng sông đều lặng yên không một gợn sóng. Do đây nhất định biết được và xuất hiện ở thế gian, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, phạm thiên đế thích đều không thể chiếu đến cõi ác, nhưng ánh sáng của Phật thì chiếu suốt không nghi. Thì như có người ấy thất lạc cha mẹ, năm tháng trôi qua người ấy lớn dần, bỗng gặp lại cha mẹ mình. Vô cùng vui mừng, phấn khởi, không sao kiềm chế được. Tất cả thế gian thấy Phật xuất hiện, đều cùng vui mừng, cũng là như vậy. Trong quá khứ, chúng ta đã từng cúng dường chư Phật nên nay mới được gặp đấng Pháp Vương, Thầy của trời người, chúng ta sanh ra thật là không uổng. Đại Đức nên biết Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, bằng phương tiện thiện, thiện xảo ở dưới gốc cây bồ đề nhận tòa ngồi bằng thảm cỏ nếu phải bày vòng tránh niệm ngồi ngay các hữu tình hạ liệt thấy tướng như vậy nhưng các bồ tát thì thấy có tám vạn bốn ngàn thiên tử mỗi vị đều trải một tòa sư tử lớn các tòa sư tử này được làm bằng các bóng lưới bảy báu ba phủ trên ấy tại bốn góc tòa đều treo linh vàng vi diệu cờ phướn kim tuyến lọng bóng giăng đầy khắp nơi bồ tát biến hình an tọa trên tám vạn bốn ngàn tòa sư tử này nhưng các thiên tử đều không thấy như vậy nên cho rằng bồ tát chỉ ngồi trên tòa của ta mà chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đà vì nhân duyên đây nên họ rất vui mừng đối với vô thượng bồ đà đều được bất thối chuyển Đại Đức nên biết Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, bằng phương tiện thiện xảo phóng ánh sáng lớn giữa đôi chân mày chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới các cung điện ma đều mất ánh sáng khi ấy các ma vườn đều nghĩ vì nhân duyên gì mà có ánh sáng đây che phủ cả cung điện uy quang của chúng ta trừ phi bồ tát ngồi tòa bồ đề sắp chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề Nghĩ vậy, họ cùng quan sát, thấy hít Bồ Tát ngồi trên tòa kim cương dưới cổ Bồ đề. Thấy vậy mà liền kinh sợ, triệu tập ma quân, vô lượng trăm ngàn đủ loại hình dạng, dẫn nhiều kỹ nữ đem cờ phướn phát ra các loại âm thanh làm cho các lỗ trần lồng của người nghe đều chảy máu. Bấy giờ Bồ Tát dùng lực đại bi khiến cho chúng ma quân không thể phát ra âm thanh, cho nên gọi là Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa. Đại đức nên biết Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, nhớ nghĩ vô lượng ước kiếp quá khứ đã tinh tấn tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lực bát nhã từ bi hỷ xả niệm trụ tránh đoạn thần túc cần được giác chi đạo chi tịch chỉ rượu quán tam mình tám giải đều được viên mãn sau khi nhớ nghĩ xong ngài liền đưa cánh tay kim sắc xoa đành đầu mình cho đến khắp toàn thân rồi nói như vậy ta muốn cứu vớt các khổ của hữu tình mà khởi tâm đại bi khi ấy các ma vương và quyến thuộc của ma nghe Bồ Tát nói như vậy đều kinh sợ ngã lăn xuống đất. Bấy giờ Bồ Tát dùng lực đại bi làm cho các chúng ma nghe âm thanh phát ra từ trong hư không rằng các người nên quỳ y đứng đại tiền tịnh giới, người hay bố thí đều không sợ hãi, cứu hộ cho tất cả. Toàn thể quyến thuộc ma phủ phục lại sát đất thưa như vậy, cố xin đứng đại tiền cứu hộ mạng chúng con. Bồ Tát nương vào phương tiện thiện xào của bát nhã ba la mật đa sâu xa, bóng ánh sáng lớn, ai gặp ánh sáng ấy đều để xa sự sợ hãi, mà và quyến thuộc thấy thần viên ấy vừa kinh sợ vừa vui mừng. Đại Đức nên biết, Bồ Tát hành phương tiện thiện xào bát nhã ba làm mật đa sâu xa như vậy, khiến cho các hữu tình đều thấy khác nhau. Có hữu tình thì thấy việc hàng ma như vậy, có hữu tình thì không thấy việc ấy. Hoặc thấy Bồ Tát chỉ ngồi ở tòa cỏ, hoặc thấy Bồ Tát ngồi tòa sư tử, họ thấy bồ tát ngồi trên đất họ thấy bồ tát ngồi tòa sư tử giữa hư không ngay cả tướng cây bồ đà hữu tình cũng thấy khác nhau như có người thì thấy đó là cây tất bát la có người thấy đó là cây thiên viên thải hoặc thấy cây ấy do các báo hợp thành hoặc thấy cây ấy cao bằng bảy cây đa la họ thấy cây ấy cao khoảng 8 vạn 4 ngàn du thiện na, có tòa sư tử cao 4 vạn 2 ngàn du thiện na, Bồ Tát ngồi trên tòa ấy ở dưới gốc cây này, hoặc thấy Bồ Tát đi dạo giữa hư không, hoặc thấy Bồ Tát ngồi dưới cột Bồ Đà, Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã và làm mật đa sâu xa như vậy, thể hiện đủ loại thần thông biến hóa độ các hữu tình. Đại Đức nên biết, Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã và làm mật đa sâu xa như vậy. ngồi tòa Bồ Đa có vô lượng vô số vô biển Bồ Tát khắp mười phương thế giới như các sông hàng đều vân tạp về trụ giữa hư không phát ra nhiều loại âm thanh khích lệ Bồ Tát, khiến cho thần Bồ Tát an lạc, tâm sanh hoan hỷ bằng những lời như vậy lành thay đại sĩ tinh tấn dũng mãnh mau chóng thành tựu kiết tường rộng lớn tầm như kim cương chớ xanh kinh sợ thần thông du hí lợi lạc hữu tình có thể trong một sát na chứng trí nhất thiết bồ tát ngồi tòa bồ đề ma đến nhiễu loạn đều không kinh sợ trong một sát na tâm phương tiện thiện xảo kéo tương ứng với bí thú bát nhã ba la mật đa thông đạt rốt giáo tất cả sở tri kiến giác Đại đức nên biết, Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba làm mật đa sâu xa như vậy. Ngồi tòa bồ đề chư Phật khắp mười phương thế giới như các sông hằng, đồng thanh tán thán. Lành thay, lành thay, chỉ có đại sĩ. Mới thông đạt trí hít tự nhiên, trí vô ngại, trí hít bình đẳng, trí vô sư, đại bi trang nghiêm. Đại đức nên biết, Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba làm mật đa sâu xa như vậy, kéo thị hiện đủ các việc, làm cho các loài hữu tình. Hoặc thấy Bồ Tát này được Bồ đề hoặc thấy Bồ Tát từ lâu đã thành Phật hoặc chỉ thấy bốn đại thiên vương trong một thế giới đều rất hiến bát hoặc lại thấy bốn đại thiên vương khắp cả mười phương thế giới nhiều như các sông hằng đều dâng nghiến bát. Bấy giờ Bồ Tát vì hữu tình nên nhận hết tất cả bát, chồng lên nhau trong lòng bàn tay, lấy tay ấn xuống, hóa thành một bát. Các vị tứ đại thiên vương đều không thấy nên cho rằng Đức Thế Tôn chỉ nhận bát của ta. Khi ấy liền có sáu vạn thiên tử nương nguyện lực đời trước đến cúng Bồ Tát trước nhất. Trong đời quá khứ, họ phát nguyện rằng nếu khi Bồ Tát này thành Phật, mong Ngài nhận đồ cúng dường của chúng con đầu tiên. Lúc Phật nói pháp này có ba vạn bồ tát đang vô sảnh pháp nhẫn, lại có ba vạn sáu ngàn bồ tát đối với vô thượng tránh đẳng bồ đề được bất thối truyền, tám vạn trời người lìa xa trần cống, sanh pháp nhãn thành tịnh, vô lượng vô biên các loài hữu tình đều phát tâm vô thượng tránh đẳng giác. Đại Đức nên biết lúc bấy giờ Bồ Tát nương vào phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa sắp thị hiện chuyển bánh xe pháp lớn thì phạm phương chỉ kết chủ thế giới khảm nhẫn liền cùng sáu mười tám vạn các chúng phạm thiên đi đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân ngài chắp tay cung kính đi nhũ quanh bên phải bảy vòng rồi thỉnh Phật ba lần cúi xin Đức Đại Bi thường xót chúng con mà chuyển bánh xe pháp lớn Cúi xin Đức Đại Bi thương xót chúng con mà chuyển bánh xe pháp lớn. Cúi xin Đức Đại Bi thương xót chúng con mà chuyển bánh xe pháp lớn. Sau khi thỉnh ba lần như vậy, Phạm Thiền liền hóa làm tòa đại sư tử cao rộng bốn vạn hai ngàn du thiện na kiên cố an ổn trang nghiêm bằng đủ loại báu. Khi ấy vô lượng thiền chủ đế thích khắp mười phương thế giới đều đến trải tòa sư tử cho như lai và vô lượng chư thiên đến trang nghiêm tòa sư tử cũng lại như vậy. Bây giờ Bồ Tát hiện sức thần thông làm cho chư thiên đều thấy Bồ Tát ngồi trên tà ấy mà truyền pháp luân. Sau khi ngồi trên tòa sư tử ấy, Bồ Tát nhập vào vô biên cảnh giới hít tam ma địa, phóng ánh sáng lớn, chiếu khắp mười phương thế giới, nhiều như các sông hằng, vân vân, làm cho các thế giới ấy chấn động sáu cách, cho các thế giới ấy các cổ não,